Việt Nam thông báo ca thứ 35 tử vong vì COVID-19. Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng vào chiều ngày 3 tháng 9 thông báo thêm có thêm trường hợp tử vong thứ 35 do COVID-19 tại Việt Nam. Nạn nhân là nữ, 83 tuổi, thiệt mạng tại Trung tâm Y tế Hòa Vang và được chẩn đoán bị viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển do coronavirus, bị biến chứng nhiễm khuẩn huyết và suy thận giai đoạn cuối. Theo tiểu ban điều trị thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, thì hiện có 7 trường hợp dương tính với coronavirus chủng mới đang trong tình trạng nặng và nguy kịch. Những bệnh nhân này thuộc nhóm lây nhiễm trong cộng đồng có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng bùng phát từ cuối tháng 7 vừa qua. Và tính cho tới nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.046 trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ đầu mùa dịch.